thuốc của cô thủy về cũng không sức luôn. Không hết luôn. Không sức luôn. Vậy sao hết mụn? Không có kỹ á. Ừ, phải làm sạch da. Ừ. Đứa con trai nó lão, nó không có quan tâm. Nó cứ ngứa ngứa rồi nó móc móc rồi. Như bữa đó chị đi có một lần đó chứ mấy, đúng không chị? Đúng rồi. Thank you.
Mụn quá trời. Siêu to khổng lồ. Chị sáng đi, chị sáng đợi 20 phút nữa mới xong. Thank you.